lần sau chúng ta tình cờ gặp nhau nữa thì hãy cùng nhau hẹn hò nhé. Có thể bắt đầu ngay từ hôm nay mà, sao lại phải chờ đợi? Bởi vì tôi tin vào duyên số. Là cô. Là cái gì nữa đây hả? Thay vì như vậy thì giúp tôi đi. Tôi là Bion Busic, tôi đang làm cho bà chủ kia. Tôi rất vui được gặp cô. Bà thật sự tưởng rằng tôi đây thật sự thích bà đó nghe. Con là một kẻ coi trọng vật chất hơn mẹ nghĩ đó. Nếu thỏa mãn ở mức độ ăn cơm để sống thì con đã kết hôn từ lâu rồi mẹ à. Chúng ta sẽ kết hôn mà có đúng không? Chuyển toàn bộ tài sản của bà Kim trở thành tài sản chung trên danh nghĩa của hai vợ chồng. Sao dám làm trò đó với tôi hả? Ngay lúc này tôi phải trở thành người giám hộ hợp pháp của bà Kim Hên Cha thì tôi mới có thể lấy được tài sản của bà ta. Sau này khi anh làm việc với chú thì hãy cẩn thận đó. Giá mà anh được bỏ đi lương tâm của một luật sư thì tốt rồi. Cùng thì con cũng đã phải đối mặt với thế giới tàn khốc. Và không có gì trên đời này miễn phí hết. Con xin lỗi. Cảm mặt định mệnh. Phát vào lúc 19 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên channel NTT Play. Anh yêu em, Jehi à. Cô sẽ không thể giành lấy trái tim của anh ấy nữa đâu. Cứ làm những gì mà cô muốn đi. Bởi vì tôi không còn gì để mất nữa. Tôi đã mất hết tất cả thì đã mất anh ấy từ lâu rồi. Cô ơi, cô chú Jehi ơi. Jehi ơi, cô đã làm gì Jehi vậy hả? Tôi đâu có làm gì đâu. Cô bị nghi ngờ là có ý định ám sát cô chung Jehi. Không phải tôi làm chuyện đó mà. Thành Điềm à, Thành Điềm. Tất cả chứng cứ đều chỉ ra cô chính là thủ phạm gây ra chuyện này. Anh cảnh sát à, thật sự không phải là tôi đâu. Bốn tòa tuyên án bị cáo Ô Tan Nhiêm 6 năm tù. Tôi không làm mà. Thật ra đi chứ, tại sao lại nói dối như vậy? Bây giờ chỉ mới đã bắt đầu thôi. Tôi sẽ đuổi theo cô tới tận địa ngục để chà đạp cô. Con phải sống và ra khỏi đây, làm sáng tỏ sự thật. Xin mẹ hãy chờ con tới lúc đó. Là đi mà, xin lỗi em. Một bộ phim đầy cảm xúc với những tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn. Nếu chị người sống thì cô sẽ làm gì chứ? Chủ nhân của chiếc nhẫn này, người đó sẽ là mình. Quy tụ dàn diễn viên đình đám, nữ diễn viên từng tham gia Nàng Đê Trang Khương, Park Eun Hye, tài tử điển trai Yoo Geun, cùng sự tham gia của Lee Jae-woo và Park Tae-in. Tôi sẽ tìm ra sự thật. Người đã làm tất cả chuyện này với mẹ tôi và cả cô nữa. Nhất định tôi phải tìm cho bằng được. Kẻ thủ ác lương thiện. Phát sóng lúc 20:30 hàng ngày trên channel NTT Play. Ví dụ chiếc này, nhà hàng anh ta đang kinh doanh là nhà hàng đắt khách nhất hiện nay. Mỗi ngày chỉ đón một số lượng khách nhất định thôi. Chào mọi người, tôi chính là MC mới Tống Giai Minh. Oan gia ngõ hẹp đụng độ. Tôi cảm thấy tôi và anh ta là ngũ hành tương khắc. Từ lúc tôi gặp anh ta cho đến giờ chưa từng gặp chuyện tốt. Nếu như chúng ta đã ngũ hành tương khắc với nhau như vậy thì cần phải nên giữ khoảng cách đó. Nhưng lại là định mệnh của đời nhau. Ngây thơ, bướng bỉnh nhưng mà cũng khá hiền lành. Giả lại tôi còn quen với cô ấy đeo bám tôi mỗi ngày. Và nếu như mà một thời gian dài không gặp cô ấy thì ngược lại trong lòng tôi sẽ cảm thấy rất nhớ cô ấy. Tôi không cam lòng. Tôi phải cho Tống Giai Minh biết cướp đi đồ của tôi thì nhất định phải trả giá. Cô cướp vũ trí từ trong tay của tôi, chẳng lẽ cô không thấy dây dứt chút nào hay sao? Em yên tâm, anh nhất định sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em mà. Channel NTT Play trân trọng giới thiệu một bộ phim truyền hình hoàn toàn mới lúc 16 giờ hàng ngày. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta tạm thời chia tay một thời gian đi. Anh đối với em rất là quan trọng. Quan trọng đến nỗi em không thể rời xa anh. Nhưng xa anh sẽ tốt cho mọi người. Em đã thành công để anh về phía của Dĩ Lan rồi. Ngày mốt anh sẽ kết hôn với Dĩ Lan. Có lẽ đây là kết quả mà em mong muốn, có phải không? Mỹ vị kỳ duyên. Phát salon 16 giờ hàng ngày trên channel NTT Play. Nè, chơi đã, chơi đã, chơi đã. Mình còn chạy chết hơn bạn nữa đó. Bạn
nghĩ vậy hả? Chứ sao nữa. Được thôi, coi như lần này không tính. Đó là một tình bạn tuyệt vời. Nhưng rồi... Bị sốt hả? Một chuyện gì đó đã xảy ra. Khi cậu bé Kay bỗng dưng biến mất cùng với người phụ nữ bí ẩn trên cổ xe ngựa màu trắng. Kay! Jeddah quyết định lên đường. Sẽ ra sao trong cuộc hành trình đơn độc ấy? Đón xem Nữ Chú Tuyết phát lúc 10 giờ hàng ngày trên channel NTT Play. Thế giới này chỉ toàn là giả dối thôi sao? Đôi khi hạnh phúc đã hiện diện trước mắt. Và sau đây là món quà đặc biệt. Anh là đồ sở anh. Em thật không ngờ anh có em họ xinh vậy đó. Em sẽ cướp anh từ tay chị ta. Em đúng là người không biết sợ là gì. Cô là ai mà dám nói với tôi như vậy hả? Ồ, ông cảm thấy làm vậy là quá đáng lắm hả? Cô thật quá ngây thơ. Nếu không chà đạp lên người khác thì tôi đã không tồn tại đến bây giờ rồi. Nếu sống giống như các người thì mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Liệu thế giới này có còn tình yêu chân thành hay không? Anh sẽ chứng minh cho em thấy hạnh phúc là có thật. Điều làm nên hạnh phúc phát số lúc 21:15 hàng ngày trên channel NTT Play. Anh đừng đi, ở lại với em có được. Kỷ niệm là những gì đẹp đẽ nhất. Sẽ ra sao nếu đánh mất ký ức của mình? Hãy cùng đồng hành với những người bạn trong hành trình xuyên vũ trụ và chống lại thế lực từ bóng tối. Đó xem Huyền Thoại Tôi Cắn phát lúc 10 giờ ngày trên channel NTT Play.